Anh em đi xuống chợ này. Cái máy nó hết dung lượng rồi, không biết là mình sẽ quay được bao nhiêu nữa. Full máy rồi. Thì wifi có pin nó gần hết. Chợ này. Mỗi người một sạc như này. Chủ nhật là đông kín hết à? Nên là chủ nhật họ phải buôn bán vì người ta đi nhóm mà đúng không? Ta sẽ đến đây. Nhóm xong người ta mua. Ủa, cái gì đây? Khoai đất. Ôi giời ơi. Ăn sống luôn à? Khoai ăn sống không? Ăn sống. Ô thế à? Đi chị thử thuốc phát xem nào. Khoai ăn sống luôn à? Khoai này ăn sống. Rồi. Ô thầy Hiếu à? Vâng, chào thầy Hiếu nhá. Chuyến nước thầy Hiếu. Ôi à. Khoai ấm này, đào là đứng đây mình thấy ấm. Say rượu là uống ăn khoai là tỉnh luôn. Hay nhỉ? Say gì uống? Này khoai quá nhỉ? Cái cụ này về mấy mươi đất, về đất thì giống gì? Bên này vẫn bánh đẹp nhà xây cái đá hay đấy. Ở đây cục đá to này, chợ hôm nay vắng nhỉ, không có người, chưa Tết họ chắc họ xây Tết không có ấy. Thôi hết dung lượng rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Mình sẽ kết thúc ở đây, chào các bạn. Chợ hôm nay vắng không có gì cả, chỉ có mỗi củ khoai đất thôi. Các bạn khác đến đây đây như hoa kiểu ông cu gỗ này ngựa hiêu các kiểu đây. Ôi chào tạm biệt thôi, bye. Châu đây, châu gỗ. Chợ đi du lịch thôi đúng không, có cái gì hay không.